nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022 và tập trung thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Báo Đồng Khởi có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre xung quanh vấn đề trên. Thưa đồng chí Bí thư tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt nghị quyết tỉnh ủy năm 2022. Vậy xin đồng chí cho biết đến nay qua 6 tháng đầu năm tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật nào ạ? Tỉnh Bến Tre của chúng ta cũng đã rất là chủ động để chuyển đổi trạng thái, khẩn trương trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, chủ động trong lãnh đạo chỉ đạo và chủ động trong tham mưu cũng như là trong tổ chức triển khai thực hiện công việc. Với tinh thần như vậy thì trong 6 tháng đầu năm nay thì tỉnh chúng ta tiếp tục đạt được rất nhiều những kết quả, thành tựu rất quan trọng. Tỉnh ủy Bến Tre đã bám sát vào các cái nghị quyết, kết luận, chỉ thị, các chỉ đạo của Trung ương, bám sát vào nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh chúng ta lần thứ 11 và nghị quyết tỉnh ủy của năm 2022 đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua. Và đặc biệt là tỉnh ủy bám sát vào tình hình thực tiễn của tỉnh cũng như là tình hình trong nước và thế giới để chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, rồi tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện, rồi chủ động điều chỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phù hợp với cái điều kiện tình hình của tỉnh chúng ta, làm sao để chúng ta đạt được các cái kết quả một cách tối ưu nhất trong những cái điều kiện thực tiễn của địa phương và của cả nước của chúng ta. Và tới đây tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và tiếp tục để triển khai các công việc từ nay đến cuối năm. Thì có thể khẳng định rằng những kết quả chúng ta đạt được trong 6 tháng đầu năm là tương đối toàn diện, có ý nghĩa rất là quan trọng, tạo đà để chúng ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ tỉnh chúng ta trong thời gian tới đây. Những kết quả trong 6 tháng đầu năm thì tương đối toàn diện trong các cái mặt công tác cũng như trong các lĩnh vực của nền kinh tế của tỉnh. Về công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị thì đây là cái nhiệm vụ then chốt của chúng ta. Và đây cũng là cái truyền thống rất tốt đẹp của đảng bộ của chúng ta từ trước đến nay. Cho nên chúng tôi cũng tiếp tục bám sát vào các cái nghị quyết và tình thực tiễn của tỉnh để tăng cường và làm tốt công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị. Chúng ta cũng đã rất là chủ động trong việc nắm bắt và quán triệt triển khai thực hiện rất là nghiêm túc, rất là khẩn trương các nghị quyết, các kết luận, các chỉ thị và các chỉ đạo của Trung ương trên địa bàn. Và các cái chỉ tiêu về xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị thì tính đến hết 6 tháng đầu năm của 2022 này thì cơ bản là chúng ta hoàn thành đạt các cái chỉ tiêu này và phù hợp với tiến độ của 6 tháng đầu năm. Bên cạnh cái việc chủ động về quán triệt để triển khai các nghị quyết, kết luận và chỉ thị của Trung ương cũng như là các nghị quyết và các nội dung trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh thì các cái chỉ tiêu về xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng của chúng ta trong sạch vững mạnh, rồi phát triển đảng viên mới, rồi các cái chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị thì chúng ta tiếp đạt được những kết quả tốt. Và chúng ta cũng dành nhiều cái thời gian để chỉ đạo, để nâng cao cái năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị của chúng ta các cấp trong toàn tỉnh và đang có chuyển động tích cực. Về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thì chúng ta có được những kết quả bước đầu nhưng cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Tăng trưởng GDP của tỉnh chúng ta trong 6 tháng đầu năm thì ước đạt khoảng 3,83%. Trong đó thì quý 1 là chúng ta tăng trưởng được 1,24%. Quý 2 chúng ta đã đưa được cái mức tăng trưởng lên trên 6%.
và tính chung cho 6 tháng đầu năm nay đạt mức khoảng tăng trưởng 3,83%. Mức này so với cái mục tiêu mà nghị quyết tỉnh ủy đặt ra cho năm 2022 là còn tương đối khiêm tốn. Chúng ta đặt ra cho năm nay là phải tăng trưởng từ 8 đến 8,5%. Trong 6 tháng đầu năm chúng ta đã rất là nỗ lực và tích cực, nhưng mà mới chỉ đạt được cái mức 3,83%. Thì điều này lại đặt ra những cái yêu cầu nhiệm vụ từ nay đến cuối năm chúng ta phải nỗ lực cao hơn nữa. Cái nội dung rất là đáng phấn khởi đó là các khu vực của nền kinh tế, các lĩnh vực của nền kinh tế chúng ta đều có sự tăng trưởng và cải thiện tốt trong 6 tháng đầu năm. Cả về lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, lĩnh vực về kinh tế công nghiệp, giao thông, rồi lĩnh xây dựng, rồi lĩnh vực về kinh tế thương mại, dịch vụ, hậu cần, logistics, hay là lĩnh vực kinh tế du lịch đều có được sự cải thiện và tăng trưởng tương đối tích cực. Thì cái này nó tạo đà cho chúng ta tiếp tục có thể thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong 6 tháng cuối năm cũng như là những năm tiếp theo. Về thu ngân sách thì hết 6 tháng chúng ta cũng đạt được, ước tính là có thể đạt được trên 50% so với kế hoạch của chúng ta. Về đầu tư công và giải ngân đầu tư công thì cũng đạt được cái tốc độ giải ngân khá tốt, và tỷ lệ giải ngân trong 6 tháng đầu năm đối với đầu tư công ước tính là đạt khoảng trên 50%, là một trong số những địa phương mà có cái tốc độ đầu tư công và tỷ lệ giải ngân đầu tư công là đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Điều đó cũng cho thấy là những cái kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo chúng ta nó đã phát huy tác dụng tương đối tích cực. Rồi các cái chỉ tiêu khác phản ánh về phát triển kinh tế thì cũng đang có những cải thiện khá tốt. Đi đôi với phát triển kinh tế, chúng ta cũng rất là quan tâm đến phát triển về văn hóa, phát triển y tế, giáo dục, rồi phát triển các lĩnh vực xã hội, cũng như là chăm lo giải quyết việc làm cho người dân, tạo sinh kế cho người dân, rồi quan tâm đến an sinh xã hội, đặc biệt là đối với những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, có công với đất nước, rồi những gia đình nghèo, gia đình khó khăn, những đối tượng yếu thế trong xã hội. Thì những việc này được tỉnh rất là quan tâm. Đặc biệt hiện nay chúng ta đang rất là khẩn trương gấp rút để tổ chức thành công kỷ niệm 200 năm ngày sinh của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày, buổi lễ chính sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Các lĩnh vực về an ninh, quốc phòng cũng luôn luôn được tỉnh hết sức coi trọng và coi đây là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Chúng ta cũng đã rất là quan tâm để chăm lo bảo đảm được cuộc sống bình yên cho người dân, bảo đảm được trật tự an ninh an toàn xã hội, bảo đảm được an ninh biên giới của chúng ta, đặc biệt là biên giới trên biển, an ninh an toàn, giữ vững cái chủ quyền của đất nước của chúng ta. Trong hoạt động đối ngoại thì cũng được tỉnh rất là quan tâm, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại giữa chúng ta, giữa tỉnh với các tỉnh thành phố trong khu vực và trong cả nước, rồi tăng cường cái báo cáo cũng như là thông tin thường xuyên, và để tạo ra được cái sự hợp tác một cách chặt chẽ giữa chúng ta với các địa phương bạn và giữa chúng ta với các ban bộ ngành, các cấp ngành ở trung ương, để tạo ra cái nguồn lực tổng hợp để thúc đẩy phát triển tỉnh chúng ta. Rồi chúng ta cũng mở rộng cái quan hệ hợp tác với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trước hết là những cái quốc gia và vùng lãnh thổ có cái điều kiện, có cái tiềm năng và cơ hội hợp tác tốt về phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam, cũng như là cụ thể là với tỉnh Bến Tre của chúng ta. Thì với những cái kết quả như vậy thì có thể khẳng định rằng là tỉnh Bến Tre của chúng ta trong 6 tháng đầu năm đạt được những kết quả rất là quan trọng. Tuy nhiên trong số đó thì cũng có những cái kết quả còn khiêm tốn, hoặc có thể có những chỉ tiêu chưa đạt được như mong muốn của chúng ta. Cái này chúng ta sẽ phải nỗ lực cố gắng hơn trong cái thời gian tới đây. Bên cạnh những kết quả đạt được như nêu trên, thì trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đã bộc lộ những hạn chế nhất định, cần lưu ý nào ạ?
Chúng tôi cho rằng là tỉnh chúng ta đã rất là nỗ lực và có, đặc biệt là có cái truyền thống anh hùng cách mạng. Hiện nay thì chúng ta cũng đang triển khai rất là khẩn trương với cái tinh thần rất là đổi mới sáng tạo để chúng ta tạo ra, xây dựng một cái chương trình thi đua đồng khởi mới, chuyển từ cái phong trào đồng khởi năm xưa trở thành cái phong trào đồng khởi mới ngày nay, để xây dựng và tiếp tục thúc đẩy xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre chúng ta mạnh mẽ. Thì đấy là điều rất tích cực. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy rằng là chúng ta cũng cần phải quan tâm nhiều hơn, cải thiện mạnh mẽ hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn. Ví dụ như trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chúng ta phải bám sát, nắm chắc các nghị quyết, các kết luận, các chỉ đạo của Trung ương. Bám sát và nắm chắc các nghị quyết, các mục tiêu, khát vọng phát triển của tỉnh của chúng ta. Rồi phải bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh, phải thường xuyên phân tích, đánh giá, nhận định và nâng cao năng lực phân tích, dự báo tình hình để chúng ta phục vụ cho công tác lãnh đạo chỉ đạo. Tôi cũng muốn nói thêm nữa là trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy và chính quyền các cấp, chúng ta cũng cần phải chủ động hơn. Lãnh đạo phải chủ động. Rồi trong công tác tham mưu của các cấp tham mưu cũng cần phải chủ động. Trong tổ chức triển khai thực hiện thì phải thực sự quyết liệt. Quyết liệt bằng chương trình, bằng kế hoạch, bằng hành động cụ thể để ra được kết quả cụ thể. Có như vậy mới đưa các nội dung của nghị quyết, mới đưa được những khát vọng của chúng ta phát triển trở thành hiện thực, mới ra được kết quả. Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm nữa là sự phối hợp giữa các cấp các ngành. Sự phối hợp một cách chặt chẽ giữa các cấp các ngành cần phải chặt chẽ hơn. Vì mục tiêu, vì sự phát triển chung của tỉnh, vì lợi ích chung của tỉnh, chúng ta cần phải đẩy mạnh cái cá thể hóa trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải đẩy mạnh cái hợp tác hóa giữa các tập thể cá nhân này để tạo ra sức mạnh tổng hợp để chúng ta xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre của chúng ta. Xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, từ nay đến cuối năm 2022, tỉnh cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nào ạ? Thì trước hết thì tỉnh ủy Bến Tre cũng sẽ tiếp tục quán triệt và bám sát vào những nội dung của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh của chúng ta lần thứ 11 và bám sát vào các nội dung mục tiêu của nghị quyết tỉnh ủy năm 2022. Rồi nắm chắc tình hình thực tiễn, tăng cường cái khả năng phân tích dự báo tình hình để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đi đôi với đôn đốc và tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện nghị quyết để làm sao những nội dung và mục tiêu rồi nhiệm vụ giải pháp chúng ta đã đặt ra trong các nghị quyết của tỉnh phải làm sao để phát huy và thực hiện được thành công trong thực tiễn của chúng ta. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành, chỉ đạo Đảng đoàn, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh, rồi các ban của Đảng, các cơ quan có liên quan, rồi các cấp của chúng ta từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã để bám sát tình hình và tổ chức triển khai thực hiện một cách thực sự nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm rất cao. Chúng ta cố gắng làm sao để khai thác tối đa được những cái cơ hội, cái thời cơ cho sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay cả nước chúng ta đang chuyển trạng thái một cách rất tích cực, chủ động thích ứng linh hoạt với tình hình và điều kiện mới phát triển và xuất hiện nhiều cái cơ hội, thời cơ mới cho sự phát triển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như là của tỉnh Bến Tre của chúng ta. Chúng ta nắm bắt cái cơ hội này, nhắm bắt những cái thời cơ rất là thuận lợi tốt này để chúng ta phát triển tỉnh, đồng thời cũng phải chủ động để khắc phục những khó khăn. Những khó khăn thách thức chúng ta cần phải được nhận định một cách rất là kỹ lưỡng và bàn cái giải pháp để tiến công, để phát triển, để thúc đẩy phát triển, nhìn nhận một cách toàn diện, đầy đủ và sâu sắc để chúng ta bàn cách làm sao
theo hướng tiến công, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ của tỉnh. Những chỗ nào vướng mắc khó khăn cần tìm cách để tháo gỡ những điều này để thúc đẩy sự phát triển, thúc đẩy đi lên. Chúng tôi cũng sẽ và đang chỉ đạo rất là khẩn trương để đầu tư hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với những cái khát vọng phát triển của tỉnh rất lớn và được cụ thể hóa trong quy hoạch lần này của tỉnh. Thì đây là một cái bộ tài liệu có thể nói là đặc biệt quan trọng đối với tỉnh chúng ta và cũng là trách nhiệm của chúng ta đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre cho một cái giai đoạn phát triển dài hạn của tỉnh và với khát vọng phát triển tỉnh rất cao. Thì chúng tôi cũng đã thống nhất và đang triển khai tích cực các cái giải pháp, trong đó có cái sự phối hợp chặt chẽ với các cái nhà tư vấn hiện nay cũng như là tăng cường năng lực thêm của hệ thống các cái nhà tư vấn khác có liên quan để đồng hành tư vấn giúp cho tỉnh Bến Tre, cùng với tỉnh Bến Tre chúng ta xây dựng được một cái bộ tài liệu về quy hoạch tổng thể phát triển tỉnh dài hạn. Thì coi đây là một cái bộ tài liệu đặc biệt quan trọng và là một cái nguồn lực có thể nói là nó tạo ra cái nền tảng, nó tạo ra cái cơ hội tốt để chúng ta phát triển nhanh, phát triển bền vững tỉnh Bến Tre và cũng là cơ hội tốt để chúng ta huy động các nguồn lực về phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Bến Tre theo các mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Rồi chúng tôi cũng đang tiếp tục bám sát cái thực tiễn để chỉ đạo các cấp các ngành tập trung vào các chương trình dự án trọng điểm của tỉnh. Cụ thể là 11 cái chương trình dự án trọng điểm của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ, làm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện có trọng tâm trọng điểm và cố gắng làm dứt điểm việc nào thì dứt điểm việc đó, làm việc nào dứt điểm việc đó để thúc đẩy cái sự phát triển, tạo sự lan tỏa, tạo ra động lực và tạo sự lan tỏa cho sự phát triển của tỉnh Bến Tre của chúng ta. Rồi trong thời gian tới đây thì tỉnh cũng sẽ cố gắng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách mạnh mẽ cái hành chính, rồi cải cách thủ tục hành chính, rồi tiếp tục để mà đổi mới về tác phong, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức cũng như các cơ quan trong hệ thống chính trị của chúng ta, hướng tới công việc, lấy công việc làm trung tâm, lấy kết quả thực hiện công việc làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các cấp các ngành, các tổ chức, cơ quan đơn vị và từng cá nhân. Đồng thời thì tỉnh Bến Tre cũng sẽ đổi mới về cơ chế chính sách, trong đó có những cơ chế chính sách để thu hút đầu tư, các cái cơ chế chính sách để tăng cường và nâng cao cái hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả hợp tác công tư, qua đó để sử dụng có hiệu quả tốt nhất các cái nguồn vốn đầu tư công và lấy đầu tư công để dẫn dắt đầu tư xã hội, huy động được các nguồn lực xã hội vào để cùng với tỉnh để đầu tư phát triển theo các mục tiêu chiến lược phát triển của tỉnh Bến Tre của chúng ta. Trong đó thì tỉnh cũng sẽ ưu tiên và quan tâm để đầu tư mạnh mẽ hệ thống hạ tầng về kinh tế kỹ thuật như là hệ thống giao thông đường bộ, giao thông đường thủy nội địa, giao thông đường biển, hệ thống cảng sông và cảng biển, đầu tư tiếp một số các cái cây cầu để kết nối, tạo ra sự thúc đẩy lưu thông hàng hóa dịch vụ phát triển và tạo cơ hội mở không gian phát triển tỉnh Bến Tre của chúng ta. Rồi chúng tôi cũng sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội như là phát triển văn hóa, đồng thời và đi đôi phát triển kinh tế xã hội, rồi quan tâm đầu tư phát triển hệ thống y tế của tỉnh để chăm lo tốt cho sức khỏe người dân trước hết và đặc biệt là chăm lo cái sức khỏe ban đầu, hệ thống y tế cơ sở, rồi là làm tốt hệ thống y tế dự phòng để bảo vệ sức khỏe tốt và tạo cái nguồn lực, nguồn nhân lực có chất lượng tốt cho tỉnh. Rồi tỉnh cũng sẽ tiếp tục quan tâm để đầu tư quan tâm và phát triển hệ thống giáo dục các cấp, hệ thống giáo dục nói chung của tỉnh và sẽ quan tâm để làm tốt công tác về xã hội, công tác giải quyết việc làm cho người dân của chúng ta, để kết nối với các địa phương, các ngành tạo thêm công việc làm cho người dân,
tăng thêm cái thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống cho người dân, rồi chăm lo làm tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là công tác các cái chính sách xã hội đối với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, có công với đất nước, cũng như là những gia đình còn khó khăn, gia đình neo đơn, những đối tượng yếu thế trong xã hội. Về an ninh quốc phòng thì cũng sẽ tiếp tục để mà bảo đảm tốt thì an ninh trật tự an toàn xã hội, rồi bảo đảm cái quốc phòng của địa phương cũng như của khu vực và của cả nước của chúng ta. Và dự kiến trong tháng 7 tới đây thì tỉnh sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh và diễn tập khu vực phòng thủ ở một số huyện trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch tỉnh đã đặt ra. Hiện nay chúng tôi đang xúc tiến và hoàn chỉnh các cái công việc này để bảo đảm thực hiện có kết quả. Đồng thời tỉnh cũng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ các hoạt động đối ngoại ở trong nước và ngoài nước. Tất cả vì mục tiêu phát triển tỉnh Bến Tre của chúng ta làm sao để phát triển nhanh, phát triển bền vững, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này ạ.